Long mình chào quý anh chị mấy nha. Hôm nay buổi trưa thứ ba rồi nhé, ngày 21 tháng 6, Long quay trở lại vườn em trai Hữu Tâm ở Bến Tre chia sẻ cùng quý anh chị mình một số cây tại nhà vườn để chúng ta cùng chiêm ngắm cùng giao lưu quý vị. Đây một số cây dạng tầm trung 1-2 người bé Tâm ha. Dạ dạ. Ok thì Long cũng hy vọng quý anh chị mình chúng ta dành ra chút thời gian trong buổi trưa hôm nay quý vị nhé, xem và giao lưu cùng với nhà vườn bonsai xã Hữu Tâm ở Bến Tre. Dạ, đây em chào anh Long và chào tất cả các anh chị em mình ạ. Thì hôm nay em cũng lên 15 tác phẩm tầm trung thì tầm 1-2 người bé. Thì cái số 1 là cây nguyệt quế lá sắn, con chùm hàng lùng lực nuôi cốt cành nha anh chị em ạ. Nhỏ nhưng mà cây này cột cành bự ạ. Dạ, cốt cành tầm khoảng tay cái hơn. Hàng nuôi lâu. Nguyệt đây. Quế là sắn bóng chùm dạ. Ha. Rồi thì để em xoay vài vòng cho anh chị em mình cái rồi em vào chi tiết cụ thể cho anh chị em mình luôn ha. Đây anh quay kỹ tí anh dạ. Chị em mình ngắm cho nó đã mắt cây nhỏ đó quý vị nhé. Dạ dạ. Nhỏ nhưng mà nuôi này, cốt này. Cột cành to ạ. Đây. Cây nuôi cột quý vị ha. Nhỏ nhỏ xinh xinh. Giá tiền của em nó là bao nhiêu đây Tâm? Dạ, cái này giá chỉ có là 2 triệu 8 hả? 2 triệu 800k ha. Dạ. Cây nguyệt quế mini như thế này quý vị nhé. Cột cành nuôi khá khá mà. Dạ, cốt luôn ok ha. Bao ship bao châu hết rồi đó ha. Dạ đúng rồi. Dạ, để em vào thông số chi tiết cho anh chị em mình luôn. Đây, hoành của nó là 25. Hình thân của em nó là 25. Dạ, cao lên là 22. Cao 22. Và ngang tàn của nó như thế này là 38. Ngang tàn của em nó là 38 cm. Dạ. Bây giờ là 2 triệu 8 ha. Dạ, 2 triệu 8 luôn chậu và bao ship cho anh chị em mình luôn. Rồi, ok. Thì bây giờ chúng ta cùng đi đến về tác phẩm cây số 2 để tìm hiểu và giao lưu với quý vị. Dạ. Rồi, đây quý vị ơi, đây là tác phẩm cây mang mã số 2. Dạ, là cây linh sam song hình tàn thiên nhiên nha anh chị em, đế cũng đều đẹp đây. Cái này cột cành nuôi to bộ form tàn gần như là sống hết rồi quý vị nhé. Dạ. Cùng tìm hiểu về tác phẩm cây linh sam cái mã số 2 như thế này. Cái này là cây lớn ạ. Dạ. Hoành ở dưới thì chắc được khoảng tầm 40 hình đó quý vị ạ. Dạ, tầm đó. Cây khá to nha. Người bê nặng á. Cái này thì bề đế thì cũng khá đẹp. Chúng ta cùng ngắm nhìn cái bề đế này. Chỉ cần ở phía trên được làm theo form tàng thiên nhiên. À mà cái này thì nó cũng hay cái là gần như là không có thèo quý vị ạ. Dạ đúng rồi. Còn lên sam này là gần như là không có thèo quý vị mình có thể thấy này. Nó bị hết luôn rồi đó. Dạ. Không còn cả cái mặt cắt là bây giờ nó liền thèo luôn rồi. Những em lên sam to. Tốt, độ nuôi cân hết rồi. Dạ, để em vào thông số chi tiết và giá cho anh chị em mình luôn. Cùng con một vài cổng kẹm đềm thôi chứ gần như dạ. Sống hết rồi á Tâm hiếp. Hoành gốc của nó là 39. Hoành gốc của em nó là 39 cm đó quý vị. Dạ. Cao lên là 38. Cao là 38. Và ngang tàn của nó như thế này là 80. Ngang tàn của em nó là 80 cm hả? Dạ. Thì cái này em xin giao lưu với anh chị em mình là giá 7.500.000 luôn ship và luôn chậu. 7.500.000 cho em linh sam cái mã số 2 như thế này ha quý vị. Dạ. Rồi, ok. Bây giờ mời quý anh chị mình chúng ta cùng đi đến với tác phẩm cây mã số 3 nhé. Đây là cây mang mã số 3 quý vị ạ. Dạ, số 3 một cây sam núi trái. Hàng khai thác ha. Dạ. Quên hàng nuôi trồng chứ. Nuôi miền Tây. Hàng nuôi trồng chứ quý vị. Dạ dạ, hàng nuôi miền Tây. Cái này cột to quý vị nhá. Cột to cần cây rất là đẹp luôn. Đây Long quay kỹ cho quý anh chị mình cùng ngắm nhìn này, mặt đệ này. Đường thân ở đây gạo ôm tay không hết nữa quý vị nhé. Đường thân thì có lắc hè. Phôm tàn cũng mịn nè. Đây, đường thân của nó này quý anh chị mình có thể thấy được những đường uyển chuyển có lắc của em sam núi trái này. Cái mã số 3. Cái này có cái hay một cái là cái lá nó già nó chuyển sang màu đỏ quý vị nhé. Dạ. Đây quý anh chị mình có thể đỏ tươi luôn đấy. Lá cây siro ha. Lá nó già nó đỏ chuyển sang màu đỏ như vậy. Thì nó sẽ có một cái dòng sam núi là như vậy đó quý vị ạ. Giá tiền của em nay thì bao nhiêu Tâm? Dạ, cái này giá là 5 triệu hả? 5 triệu hả? Dạ. 5 triệu cho một em sắm núi trái như thế này hả quý vị? Cái này thì 1 người bê. 1 người bê nhẹ nhàng thôi. Dạ. Dạ, để em đo cái thông số luôn. Hoành ngang vị trí này nó là 28. Hình như đó là 28, khá to quý vị nhé. Sắm núi 28 là hình to lắm rồi đó. Cao lên là 25. Cao lên là 25 cm. Dạ, và ngang tàn của nó là 50. Ngang tàn của em là 50 hả? Dạ, giá cho luôn chị em mình luôn chậu bao ship luôn đó là 5 triệu.
5 triệu cho em xăm lùi trái cây mã số 3 như thế này. Dạ. Ok, chúng ta sang cây mã số 4. Đây là tác phẩm cây mã số 4. Dạ, số 4 là một cây linh sam sông Hinh, hàng lùng lực. Lùng lực, dạ. Nở đế. Pháp tàng thì xong hết rồi. Đây những cái hàng lùng lực một người bưng bê nhẹ nhàng quý vị nhé. Cái này luôn. Để bàn. Cái này thì nó sẽ có cái mặt đế cũng khá cái đó quý vị ạ. Nở đế này. Và những cái đường cắt giật được làm theo lưỡi cái bài xây dựng nên một tác phẩm cái bonsai nhỏ gọn như thế này. Mini thôi. Cột cành cũng to quý vị ha. Đây là phần cổ ngọn hả? Phần cổ ngọn lên núi lên to hơn ngọn trên cái quý vị. Có lắc. Phơm thì cũng ok, giờ chỉ chờ lên hoa chơi thôi. Cái dòng này thì đấy nó phụn phụn hoa này. Nó đang chớm. Cái dòng linh sam thì nó dễ, hoa nó dễ mà hoa nó thơm quý vị nhé. Giá tiền thì sao em Tâm? Dạ, cái này giá chỉ là 2 triệu 8 à. 2 triệu 800k cho cây linh sam cái mã số 4 như thế này ha quý vị. Đây hoành là 25. Hoành thân của em đó là 25 cm. Cao lên là 22. Cao là 22 cm. Và ngang tàng là 50. Ngang tàng của em đó là 50 ha. Dạ, giá chỉ có 2 triệu 800k thôi. 2 triệu 800k cho em linh sam sông Hinh cây mã số 4. Dạ. Ok, chúng ta sang cây mã số 5 quý vị. Rồi đây tác phẩm cây mã số 5 quý vị ạ. Dạ, một cây mai chuyến thủy da đen lá lớn. Mai chuyến thủy da đen là lớn ha. Dạ. Con này thì nó có một cái bề để khủng quý vị nhé. Dạ, bề quá trời luôn. Bề để nó chảy chi một mạng ở phía dưới luôn đấy. Hết cái mặt chậu. Da hay, da thì cực kỳ da. Cây làm theo cái form tàng thiên nhiên nhìn nó cũng rất là dễ nhìn nữa quý vị. Dạ. Cốt rồi rất là to luôn, form tàng mịn rồi giờ cái này tầm khoảng 1 tháng nữa là lên lá và lên hoa luôn. Tại mới lấy lá để làm lại cái dàn xương. Đây chúng ta ngắm nhìn cái bề để quý vị này. Con này thì bề để thì khủng luôn rồi. Này. Một cái mảng để phía dưới này. Cái này là bệt luôn rồi. Bệt để luôn. Dạ móc méo ha. Dạ. Đây, cột cần đi lên ha quý vị. To nha. Có được cái con này nó cũng luôn lực tâm ha. Dạ dạ, sẹo rồi thì còn cũng rất ít, nó cũng bo mạnh hết rồi. Còn xíu xíu theo nữa. Dạ. Cổ ngon nó lườn lên lắc cũng khá quý vị nhé. Dạ. Đây một cây cực kỳ đẹp. Phẩm tàng thì cái nhiêu cũng gần sóng rồi đó quý vị ạ. Dạ, nó muốn mịn luôn rồi. Ừ. Dạ, để em đo thông số chi tiết cho anh chị em và báo giá luôn. Nè, hoành eo của nó là 42. Hoành eo của đó là 42 cm. Dạ. Cao lên là 32. Cao lên là 32. Và ngang hết tàng nó là 70. Ngang tàng là 70 ha. Dạ, thì cái này em xin giao lưu với chị em mình là giá 55 triệu. 55 triệu ha. Dạ. 55 triệu cho em mai chuyến thủy cái mã số 5 như thế này quý vị ạ. Dạ. Cái này nó rơi vào hệ hàng cái chới rồi. Nên là giá nó cũng hơi cắn quý vị nhá. Biệt đề cũng đẹp. Dạ. Ok, chúng ta sang cái mã số 6 đi. À đây cái mã số 6 quý vị ha. Dạ, một cây sam hương Đài Loan, cây hết kẽm còn có 1-2 cọng rồi nha anh chị em ạ. Kẽm còn rất ít. Phẩm tàng cái này cũng mình tít rồi quý vị. Dạ. Sam hương Đài Loan. Cùng ngắm nhìn tổng thể về em sam hương này ha quý vị. Mặt đế thì cũng khá nha quý vị nhé. Đế khá đều. Đây mặt đế của em nọ này. Cái này nói chung là nhìn cũng sẹo, chỉ còn sẹo đầu cành thôi. Thân cột, thì sạch. Cột cành thì to nha. Dạ. Cột cành to lắm quý vị ạ. Đấy những cái mặt thèo như thế này còn xíu xíu thôi. Đây mặt thèo đầu cành còn những cái nó cuốn hết rồi đấy. Làm theo form thiên nhiên, đường thân lắc nhẹ lên quý vị nhé. Tiền cái này bao nhiêu em Tâm? Dạ cái này giá 8 triệu hả? 8 triệu ha. Ừ. 8 triệu cái linh sam sam hương. À cái sam hương mã số 6 như thế này ha quý vị. Dạ. Phần ngon người cũng sống luôn rồi. Mình thích. Ok em tiến hành đo thông số giúp em đi. Hoành của nó là 25. Hoành thân của em nó là 25 cm. Dạ. Cao lên là 36.
cao 36 và ngang hết tàn của nó là 65, hết tàn là 65. Dạ, giá là 8 triệu luôn chậu bao ship ạ. Ok, rồi chúng ta sang cái mã số 7 đi quý vị ơi. Dạ. À, cái số 7 đây em Linh Sam, cái to nữa, tàn thiên nhiên luôn, thiên nhiên để đẹp. Ở chúng ta cùng nhìn tổng thể về em Linh Sam. Cái này thì vừa nhặt lại này về tới nhà là ra hoa nhiều luôn quý vị nhé. Cái này nhà thì chơi nhặt hoa luôn. Như vậy thì nó lên hoang trăm trăm luôn. Đây chúng ta cùng tìm hiểu em Linh Sam này. Cái con này thì mặt đế thì đẹp nhá, mặt đế thì cũng phải bàn cãi nữa là quý anh chị mình có thể thấy này, mặt đế trải đều bốn mặt luôn đấy. Đế này để 48 giờ luôn chứ đừng nói 24 giờ nữa. À, cột cân đi lên thì cũng to bự, làm theo form tàng thiên nhiên, cây một cột hai thân. Dạ. Xương nhắm đồ to hết rồi vì ha. Những em Linh Sam. Cái này thì kẽm cũng còn rất ít luôn, em mới làm lại. Cho để vào chi tiết cụ thể và giá cho anh chị em mình luôn. Đây, hoành của nó là 34. Phần thân của em là 34 xem. Dạ. Cao từ mặt chậu lên là 40. Cao lên 40. Và ngang tàn của nó là 80. Ngang tàn em nói 80 ha. Dạ. Thì cái Linh Sam mã số 7 này thì giá giao lưu với anh chị em mình là 8 triệu. 8 triệu ha. Dạ. 8 triệu cho em Linh Sam Song Hinh cái mã số 7 ha quý vị. Ok em, chúng ta sang cái mã số 8. Cái mã số 8 này quý vị ha. Dạ, rồi cái Nguyễn Quế nó sắn một chùm hàng lùng lực đó nha anh chị em. Mini lùng lực. Dạ. Xoay vài vòng cho anh chị em tham khảo cái dàn cốt cần, dàn đế rồi ha. Cái này nhỏ nhưng mà làm cột cần núi kỳ ạ. Dạ. Cái này nói chung thì có mấy cành là cành áp nha anh chị em. Của nó áp vào cho đúng vị trí ha. Đâu cành áp đâu. Dạ đây. Cái để nó riêng thì về anh em mình thấy mấy cành áp này anh em nói nữa, nhưng mà gốc thì gốc cũng của nó luôn, cành của nó áp qua chứ không gì á. À, mình nó liền hết rồi chứ. Dạ, liền hết rồi. Mini thôi quý vị ha, nhỏ nhưng mà để nó cũng khá quý vị này. Dạ. Tiền thì chắc là cũng em thôi hả. Dạ, cái này giá chỉ 2,5 triệu hả. 2,5 triệu hả. Dạ. Cái mini đấy ạ. Xoay cái đây quý anh chị mình nhìn cái cột cân trong to quý vị ha, nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này mà chơi thôi. Dạ. Cái đề bàn mà giá 2,5 triệu. Nguyệt Quế là phần móng chung. Ok, mình đón tổng số đi em. Dạ, hoành là 20, hoành thân của em là 20 cm nhé. Cao lên 22, cao lên là 22 và ngang tàn là 40, ngang tàn 40. Dạ. Giá giao lưu anh chị em luôn chậu bao ship là 2,5 triệu. 2,5 triệu. Dạ. Mã số 8 rồi. Ok, chúng ta sang cái mã số 9 đi quý vị ơi. Rồi, đây tác phẩm cái mã số 9 đấy quý vị ơi. Dạ, số 9 là một cây vú sữa nha anh chị em. Trời, cái này có bộ đế khủng khiếp luôn. Dạ, quý vị ạ. Bộ bệ quá trời, bộ bệ mà lục lực luôn. Mặt sau còn khủng khiếp nữa. À. Dạ. Vú sữa cái này thì không quay được ha. Để rồi anh dạ, có anh quay ra sau cho quý anh chị mình ngắm nhìn cái vú sữa này. Cái này là cái lớn luôn á. Dạ, cái lớn. Này quý anh chị mình thấy cái bề đế của cái vú sữa này nó chạy này. Cái dàn tay cành cũng ok đấy nha anh chị. Tay cành to bự luôn ha. Dạ. Đó, nhìn đã đời chưa? Vú sữa. Nó như con cóc luôn nha. Dạ. Trời ơi, nó to quý vị ơi. Con này thì không quay được để Long ra phía sau Long chia sẻ cho quý chị mình nhìn kỹ về cái vú sữa này. Cái này cái mặt cắt ở đâu này nó cuộn hết đây này. Này nói chung là cái phơm tàn nó cũng mịn kính nha anh chị. Bên này nó sao này. Mà sao nó còn hăng hóc một tí tâm hả? Dạ, nó bị lũa mấy cọng rễ à. À, mình nhìn nó gậu lắm này. Dạ. Mà sao nó cứng là hết rồi. Mình quay hơi tối nhưng mà cũng thấy được ha. Dạ, sam cứng rồi. Rồi, tác phẩm cây vú sữa này thì mình sẽ giao lưu về giá bao nhiêu em? Dạ, cây vú sữa này em giao lưu với anh chị em mình là giá 30 triệu ạ. 30 triệu cho cây vú sữa như thế này ha. Dạ. Rồi, ok. À, bây giờ chúng ta rồi, để em đo thử cái hoành eo ngang đây coi. Chứ hoành đế thì to lắm. Đây cái phần eo ngang đây là 115 nha anh chị em. 115 hả? Dạ, là hoành eo á, còn hoành bệ nó dữ lắm. Cao từ mặt chậu lên là 1 mét.
cao lên là 1 mét. Dạ, và ngang tàn là chắc tầm khoảng 1m7 á. À, bây giờ cái này chưa trầu quý vị nhá, cái này dạ, không có trầu nhá. Dạ. Nhưng mà cơ bản là cái này là cái cốt trầu quý vị ạ. Cái xưa nó dạ, làm trầu rồi. Hàng thuần trầu. Hàng thuần trầu. Đây này quý anh chị mình có thể mới nhìn thấy cái đệ của nó này. Dạ, nguyên cái dàn rễ cám ở dưới. Này, dàn rễ này. Cái nằm trong trầu quý vị nhá. Đây, quay chia sẻ cho quý anh chị mình kỹ về tác phẩm cái bù sữa này để chúng ta có thể mình về chơi, vừa là chơi cây cảnh mà vừa chơi cây ăn trái được luôn. Ok, chúng ta sang cái mã số 10 đi. Dạ. À, đây cái tác phẩm cái mã số 10 quý vị ạ. Dạ, mã số 10 là một cây linh sam song hình. Đây. Linh sam song hình hả? Dạ. Cái này thì cũng được bề để đẹp ha. Dạ. Tàng thiên nhiên. Cùng ngắm nhìn em linh sam cái mã số 10 như thế này ha. Cái này thì giá bao nhiêu tiền hả em? Dạ, cái này giá chỉ có 2 triệu rưỡi hả? 2.500.000 cho cái linh sam song hình. Dạ. Cái mã số 10. Đây chúng ta cùng ngắm nhìn nhá. Cái này mặt đế nó khá lắm. Đế đẹp chưa? Đường thân đi lên thì gần như nó cũng không có thèo đấy. Linh sam nhưng mà nó thả phóng tăng thiên nhiên và cái cần lên thì nó cuốn hết thèo rồi. Đâu còn mặt thèo nào đâu. Giá tiền 2 triệu rưỡi em nhỉ? Dạ. 2.500.000 cho cái linh sam song hình cái mã số 10 như thế này. Cùng rất là dễ chơi quý vị ha. Đế rất đẹp luôn. Ừ, mặt đế nó khá đó. Phẩm tàng thì xong hết rồi đấy. Rồi, để em đo tiếp cái phân số cho anh chị em mình luôn. Hoành 22. Hình thành của em là 22 cm. Cao từ mặt chậu lên là 27. Cao lên 27. Và ngang tàn của nó là 65. Ngang tàn 65. Dạ, thì giá giao lưu với anh chị em chỉ có là 2.500.000 thôi. 2.500.000 cho cái linh sam song hình cái mã số 10 như thế này. Dạ. Ok, chúng ta sang cái mã số 11. Rồi, đây tác phẩm cái mã số 11 quý vị ơi. Dạ, là một cây mai chiến hỷ trung nu. Mai chiến hỷ trung nu mini ha. Dạ. Cái này nó có một cái bộ phóm tang nhìn cổ thụ cực kỳ quý vị nhé. Dạ. Cốt cành thì cũng ok, cây sẹo liền hơn 90% luôn à. Còn có tí xíu à. Kèm thì hết rồi ha. Dạ, cái này thì hết kèm. Mình kèm à. Sạch kèm. Để mà nghiêng lên nhân coi dàn xương cho quý anh chị mình ngắm coi. Dàn xương giám quý vị này. Kém còn mấy cọng nhỏ nhỏ thôi. Mặt sau coi sao. Dạ. Liên hết theo chứ em. Dạ liền khoảng trên 95% luôn à. Còn tí xíu à. Này dàn xương đó quý anh chị mình nhìn đã đời chưa. Đế cùng thiên nhiên cực kỳ đẹp quý vị nhé. Nở đế. Này củ ngon đi lên này. Đôi rung rơi thiệt chân. Giá tiền của em nó thì sao đây Tâm? Dạ, cái này giá giao lưu chị em là 15 triệu. 15 triệu ha? Dạ. Cái mini mai chiến thủy như thế này á quý vị. Dạ, 15 triệu. Dạ, để em đo cái thông số cho anh chị em mình luôn. Hoành là 26. Hình thân là 26. Cao từ mặt chậu lên 20. Cao lên là 20. Và ngang tàn là 50. Ngang tàn của em nó là 50. Dạ, giá giao lưu chị em là chỉ có là 15 triệu thôi. 15 triệu cho em mai chiến thủy cái mã số 11 mini như thế này quý vị ha. Dạ. Ok em, chúng ta sang cái mã số 12. Rồi, đây tác phẩm cái mã số 12 quý vị nhá. Dạ, một cây tùng la hán dáng bay bay anh chị em ạ. À. Đường thân rất là đẹp luôn, thân bay theo luôn. Cùng luôn lực quý vị ạ. Dạ. Đây là con đẹp luôn, tùng la hán con này đẹp quý vị nhá. Cốt cành là khá là ok luôn. Dạng bay, già cây lắm. Quý chị mình có thể nhìn thấy đường thân của nó này. Dạ. Em tung này đường thân đi đẹp uyển chuyển quý vị. Tung dạng bay. Cột cân núi cũng to ạ. Tung là hạn. Con này thì quý anh chị mình có thể nhìn thấy về bề đế của nó thì ok này. Em tung này bề đế ok. À cái mặt cắt ở đấy này. Nó đang cuốn cái mẹp theo lại luôn. Dạ. Cuốn thấy cho anh em mình thấy luôn này. Cột cân to. Bên này nó bị chảy miếng này, cái nhỏ thôi. Cuốn này hết rồi. Tung thì như thế này thì không vấn đề gì nha quý vị. Cái gồng của nó cũng đẹp. Con này cái gồng nó đẹp đấy, gồng bay nó đẹp. Cột cân nuôi to. Tung thì hiện tại nói chung là cũng kiếm cái tung đẹp để chơi nó cũng ít lắm quý vị. Tại như không giống như những cái dòng cây khác. Tung thì cái dòng cây mình đào tạo nuôi dưỡng lâu lắm. Đây,
ngay dưới góc chỗ này nó có bị mất miếng da nữa nha anh chị em. Ừ, cái đây này anh quay đây. Dạ, báo rõ với anh chị em mình luôn. Đây anh quay rồi. Dạ. Rồi, để em xoay qua thêm một vòng nữa các em đo cái thông số chi tiết luôn. Cái này nằm trên cái chầu Phúc Lộc Thọ, chầu 70 quý vị nhé. Đây, hoành của nó là 48. Hoành thân là 48 cm. Cao từ mặt chậu lên là 70. Cao 70. Dạ, và ngang tàn của nó là 1,5 m nha anh chị em, hết thước luôn. Ngang tàn 1,5 m. Dạ, giá em giao lưu với anh chị em là 40 triệu. 40 triệu ha, cho cái tung là hạn cái mã số 12 như thế này. Rồi, ok em trai. À, bây giờ Long cũng mời quý anh chị mình tìm hiểu tác phẩm cái mã số 13. Rồi, cái mã số 13 quý vị ơi. Đó, là cây nguyệt quế lá sắn, bông chùm hàng trung trung nha anh chị em. Cái này tầm 3 người bê luôn. Còn nguyệt quế này thì nó rất là bọp, cái mặt theo đó ít lắm quý vị nha. Dạ. Con này cắt giật dữ lắm luôn quý vị ạ. Cột cân núi cũng to. À, đường thân thì nó siêu siêu nhìn rất là hay. Dạng bay bay nhẹ. Ngồng C. Nguyệt này là con nguyệt đẹp ạ. Dạ. Đây quý anh chị mình có thể nhìn thấy này, những cái đường chuyên cắt giật ở trên này thì bây giờ nó bọp lại gần như là rất là ít theo luôn. Dọn lên cho tới ngọn nhá. Đấy, đâu còn theo đâu. Mặt đế cái này thì cũng khá cây. Dạ. Có cọng rễ này nó bị mất miếng da ha. Rễ bên này mất hết miếng da này. Đường thân cột cân nó khá. Ở đây là những cái mặt cắt này vẫn còn này. Dạ. Nhưng mà vẫn còn theo, nhưng mà nó như vậy là mềm rồi, nguyệt quế rồi, như vậy là mềm rồi. Tại cái dòng này nó khó cuốn lại theo hết quý vị nhé. Cái khá to ạ. Anh chúng ta cũng nhìn tổng thể lại em nguyệt này. Sau đó em Tâm sẽ đo thông số để báo giá cho quý anh chị mình. Dạ. Cái này hoành của nó là 44. Hoành là 44 cm. Cao từ mặt chậu lên là 80. Cao lên là 80 nha quý vị. Và ngang tàn nó 1,5 m luôn nha anh chị em. Ngang tàn này thượng 1,5 m luôn đấy. Rồi, tác phẩm cái nguyệt quế, cái mã số 13 như thế này thì mình sẽ giao lưu với giá bao nhiêu em? Dạ, là giao lưu với anh chị em mình đó, là giá 20 triệu ạ. 20 triệu cho em nguyệt quế là sản bóng chung cái mã số 13 như thế này quý vị ha. Dạ. Rồi, ok em trai. Bây giờ Long cùng mời quý anh chị mình chúng ta cùng đi tìm hiểu tác phẩm cái mã số 14 nhá. À đây tác phẩm cây mã số 14 quý vị ạ. Dạ, là cây linh sam sông Hinh, cốt cành to hàng lùng lực luôn. Một em linh sam dạng lùn lực quý vị ha. Phơm tàn nói chung cũng khá kín rồi. Dạ, để em xây vài vòng cho anh chị em mình xem nè. Nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Dạ. Cây hang để bàn quý vị ạ. Đây, quý vị mình có thể thấy này, cái dàn cột cân ở phía trong nha. Cột cân cũng khá nha. Giá tiền thì sao em? Dạ, cái này giá 2,5 triệu nha. 2,5 triệu cho cây linh sam như này. Quý anh chị mình có thể thấy những cái mặt cắt nó bây giờ nó bọp lại khá rồi nhé. Đây. Nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này thôi. Nhỏ gọn, hàng nhỏ gọn. Dạ. Giá tiền là 2,5 triệu hả? Dạ, giá cũng quá dễ chơi. Hoành 25. Hoành thân của em nó là 25 cm. Dạ. Cao 20. Cao lên là 20 cm. Và ngang tàn là 50. Ngang tàn của em nó là 50 hả? Dạ. Giá giao lưu với anh chị em mình là chỉ 2,5 triệu. Dạ, em xin xuống và em lên tiếp mã số 15 luôn ạ. Ok. Rồi, đây quý vị ơi, tác phẩm cuối cùng trong cuốn video buổi trưa thứ ba hôm nay quý vị. Dạ, là một cây sam hương Đài Loan. Sam hương Đài Loan. Dạ. Cây này dạng bay đẹp quý vị ạ. Đây chúng ta cùng ngắm nhìn tác phẩm cây sam hương này. Dạ. Cốt cũng khá to, cần bay cũng khá to rồi, cũng cân cây. Cột cân to ha. Dạ, đế cũng đều luôn. Giá tiền của em nọ là cây này là bao nhiêu em nhỉ? Dạ 9 triệu ạ. 9 triệu ha. Dạ. Cái sam hương mã số 15 hôm nay thì có giá là 9 triệu quý vị nhé. Để Long quay kỹ cho quý anh chị mình cũng tìm hiểu tác phẩm này này. Mặt đế. Mặt đế thì cũng ok. Để cái này ok quý vị ha. Cột cân này. Nói chung là nó cũng khá là liên lạc thôi. Phong tang thì nó là lạ ha. Dạ. Dạng bay bay ra nhìn cũng hay. Sẹo thì chỉ còn sẹo cắt đầu cành rồi thôi.
sám hương thì nó cuốn nhân, không, 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 không phải sợ lắm. Bởi vì dòng sám hương thì cái thèo nó cuốn nhân đó quý vị. Dạ, rồi để em đo cái thông số luôn. Cái này phần bự ạ, bao mấy phần ạ? Dạ, hoành là 33. 33 hoành hả? Cao lên là 45. Cao là 45? Dạ. Và hết tàn của nó như thế này luôn là 90. Cái tàn là 90 ha? Dạ, giá cho luôn chị em mình lưu chậu cho bao ship đó là 9 triệu. 9 triệu? Dạ. Cho em sám hương cái mã số 15 cũng là cái clip hôm nay quý vị nhé. Rồi ok em, qua đây Long rất cảm ơn quý anh chị mình đã dành ra chút thời gian để bảo để theo dõi hết clip tại vườn em trai Hữu Tâm ở bên trái quý vị nhá. Long cũng hy vọng quý anh chị mình xem được tác phẩm nào thì quý anh chị mình liên hệ trực tiếp với nhà vườn để giao lưu. Và bây giờ thì Long xin phép được khép cuốn video này tại đây ạ. Dạ, rồi em xin cảm ơn chị em mình và hẹn gặp lại anh chị em mình vào video kế tiếp luôn ạ. Ok em.